Em đấy. Mắc gì? Em ở gần nhà chị á. Vậy nha mọi người. Cho mình đặng cho mình nhé mọi người. Chồng chồng mình tặng cho mình nghe mọi người. Ừ. Mọi người. Mọi người vỗ tay cho cái mọi người tặng bông hoa hồng cái cho vui. Mình ngày mai mà mọi người. Đây là tặng trước, đúng. Đúng rồi. Không tính ngày. Phải đúng ngày cơ. Không. Nhưng ngày mai là anniversary của người ta đấy. Cái gì? Kỷ niệm. Anniversary. mình đọc như thế. Mình biết sức. Cảm ơn mọi người nha. Trời ơi nhiều hồng quá. Nhà Nam thôn 9 mọi người ạ. Nhà Nam ở thôn 9. Vậy nha mọi người, có hôm 20 tháng 10 chưa? Em thì cũng chưa có gì mấy. Em ta nói anh nào em đấy luôn á. Vâng, bây giờ phải gọi ông Nam đợi. Năm rồi. Dậy tặng hoa vợ đấy. Người ta ship hoa đến kìa. Người ta ship hoa đến. Thành rồi vợ. Đấy rồi. Người ta ship hoa đến. Tặng vợ. Mấy giờ rồi đấy. Ngày mới rồi anh ơi. Nhanh lên tặng cho vợ. Này người ta ship hoa đến tới giường rồi. Nhanh lên tặng cho vợ. Tặng cho vợ. Ủa anh mua à? Wow. Anh mua à? Ngưỡng mộ quá. Wow. Đấy là rồi, chú vợ yêu 20 tháng 10 rồi. Chú vợ yêu mua đẻ rồi. Mấy giờ rồi? Ngày mới rồi, chuẩn bị ăn buffet hải sản thôi. Chuẩn bị tỉnh nhá, đi ăn buffet ở đây. Gọi xe mà sống luôn. Em mới ngủ. Sáng rồi. Ôi, con là gái lẹt lẹt xong rồi anh. Ai ơi rồi. Sao mà ghét anh ấy? Anh theo đúng rồi. Thấy chưa? Bây giờ cũng 8 giờ sáng rồi. Đi lấy quà cho mẹ. 9 giờ mới đi mà. Thôi giờ 8 giờ đi. Đi xem. Này là quay đấy. Ông diễn đó mọi người. Ông diễn. Thôi tắt máy quay rồi. Đi đây này. Rồi nó tối. mình vỡn, mình vỡn. Mọi người ơi, ông đang diễn đó. Trời ơi, mọi người không hiểu ông này rồi. Ông này bự, diễn bự hơn cả mình rồi, mọi người có thấy mình đâu. Em ở thôn 12 à? Anh tiểu phẩm. Ông này tiểu phẩm mà mọi người. Ông này ông diễn quá trời quá đất. Ông vẫn tỉnh đấy, ông ấy chưa say đâu. Ông ấy giả vờ đấy. Ông này thánh tiểu phẩm rồi. Thôi mẹ mình mua cho mai mình mới tặng. Thôi được rồi đấy, khỏi khoe đi biết rồi. Mọi người biết có hoa màu hồng rồi. Nhưng đâu em đem ngựa với chị mà. Đừng có đụng vào. Ông Nam kêu mày mua hoa cho ngựa tao chưa. Đây, mình thấy ông Nam nhắn tin cho tít và mày mua hoa cho vợ tao chưa. Chồng mày tặng thịt em mày chứ. Không, xong rồi mình hỏi ông là thế ông không tặng cho tôi à? Xong cái anh mình bảo là chồng mày tặng cho mày rờn gì. Em ngày mai chứ mọi người. Mai thì đúng ngày mà. Có chứ. Có hết chứ. Có chứ. Nhà em ai cũng có phần. Cái nét y chang em. Cứ là phụ nữ là có phần nhất.
Vì tám giờ này đang say giấc một ban đầu. Say giấc một ban đầu. Giờ này mà còn kêu mẹ em chịu rồi đấy. Mẹ tầm này say giấc một ban đầu. Ngủ, đúng rồi. Ngủ rồi. Hai chị em đổ áo với nhau à? Có đâu mọi người. Mặc chung á. Em đang trắng nhỉ? Trắng mà. Trắng nõn chắc nào. Ui dồi ôi, làn da của con tôi. Hả? Làn da iPhone mấy à? iPhone 11. Bởi em có iPhone này mọi người ơi. Cho lấy luôn cái điện thoại kia của chị nhỉ? Cho mọi người xem. Với iPhone này. Những con người mà không hiểu điện thoại kiểu gì nữa đâu. Nhìn này. Cho mọi người xem này. Điện thoại của Ninh Quế Anh. Bật nó stop cho anh em gọi em. Thôi mọi người ơi, giờ này bật. Ý, điện thoại của Ninh Quế Anh ấy mọi người. Điện thoại của Phạm Thị Lan. Nó hết pin, nó sập nguồn rồi. Thôi, để ông ấy ngủ. Ô, thế không còn cái dây sạc. Có mỗi một cái. Hết pin đó này. Cắt đi rồi, nó rụng hết kim tuyến ra rồi đây này. Ai tặng? Chồng em tặng em. Chồng em tặng. Chồng mình giờ hết tiền rồi mọi người ạ. Không biết là có tặng được quà không nữa cơ. Không còn khả năng cho phép. Không còn khả năng cho phép. Không, mình tắt đi. Không thấy còn khả năng nữa luôn. Chị Thanh là ai trời. Đau mình nè, rơi đầy tim tuyến này. Tình yêu của cô Thái đấy. Tình yêu của Thái. Đây. Phải một đống sạc. Không có sạc. Có mỗi một cái sạc kia thôi à. Mẹ vệ xíu nữa sao. Điện thoại em cũng hết pin. Mà điện thoại chị cũng hết pin. Phải làm sao. Trong khi cái dây sạc lỏ của em nó bị hư. Dây sạc lỏ. Ô sao tàn thế này vậy. Trời ơi, ông Nam là tài khoản còn mấy nghìn đấy mọi người. Tự nhiên đổi qua cái dây này. Mình không có tiền thì sao. Mình không có tiền thì sao. iPhone đấy. Chôn anh em đi, chôn gì nữa. Lôi anh em dậy này mình. Ý là lôi đứng thẳng dậy nhá. Mình lôi không nổi. Không ai lôi nổi luôn giờ. Giây phút này không ai lôi nổi luôn nữa rồi. Mọi người ơi, thôi xuống like nha, điện thoại hết pin rồi. Chị cũng hết rồi. Vậy ngày mai mình lấy địa chỉ sau nhỉ. Có rồi mà mọi người gửi rồi đó. Mai lấy cái đó. Cái này nó cái 66% rồi kìa. Nhiều tiền. Thật hạnh phúc.